Hello Cousin JP đây, cùng xem tập khi Bạch Tuyết thành anh trai xin nha. Vẫn như mọi ngày, Bạch Tuyết được xin đưa đi dạo luôn, đã quá ta. Ơ kìa, đang đi dạo mà tự dưng cột con người ta vô cột điện nha. Ới ới, tự thân giải quyết coi, mém xém bị exciter hốt luôn ngòi. Rồi xin chạy đâu mất tiêu rồi. Trong lúc kiếm xin siêu quậy, sẵn tiện Bạch Tuyết ra dáng chú giao thông, dẫn bà cụ qua đường luôn, thấy siêu chưa, làm ai cũng phải trố mắt nhìn nha. Cuối cùng cũng thấy đại ca xin rồi, thôi cùng chơi với tụi tôi nha Bạch Tuyết. Cả đám ca sư ca bê cùng chơi trốn tìm, cùng chơi trò đá lon, nhưng lần nào xin bị cũng có Bạch Tuyết ra tay tương trợ, thế là hỏng rồi, không vui rồi, đám ca ra mà ý kiến ngay luôn chứ sao. Chiều cũng vừa tới, thôi chào tạm nhé, nay cũng chơi ăn gian hơi nhiều nha. Xin và Bạch Tuyết tính về luôn thì nhìn thấy một cặp anh em, người anh đang vỗ người em nín khóc. Khúc này thấy trận lòng quá ta ơi. Ước gì tao có người anh như vậy ha Bạch Tuyết, hay mày làm anh của tao đi được không? Được không, tao muốn có anh quá mà. Ước gì mày là con người thì tốt quá, tao sẽ cho mày làm anh của tao, ghê chưa? Thôi giỡn đó, về thôi, gần tối rồi nha Bạch Tuyết, get go. Khuya rồi mà Bạch Tuyết mang nhiều tâm tư quá ta, bỗng cái tô cơm hay ăn mà nay sao lạ quá ta. Ầm ầm xuất hiện một luồng ánh sáng xanh lẻ luôn. A a, bà cụ hồi sáng đi qua đường đây mà u là trời. Ê, cho nói lại nha, bà cụ nào chứ? Xem đây, thế là làm phép xoay xoay một hồi hiện ra một cô tiên xinh đẹp nha, cầm cây đũa phép mới ghê nữa chứ. Thui vào vấn đề chính, Bạch Tuyết này, con quả là một chú chó nhân nghĩa trung tình, ta sẽ cho con một điều ước đấy. Quả nhiều không sai, Bạch Tuyết ước trở thành anh trai của xin luôn cho nóng. Hai ba hổ biến, đứng bằng hai chân rồi nha. Đã nha, đứng bằng hai chân luôn chứ. Nhìn vào trong gương thử đi Bạch Tuyết. Sao giống xinh quá ta ơi, nhìn mà hàng này pha ke thôi còn vài chỗ chưa giống lắm nha. Thôi đừng để ý chuyện đó, phép thuật này có một điểm yếu cố hữu nha. Chỉ cần nó trúng một từ cấm là phép thuật sẽ hết tác dụng nha. Ai mượn mi thử chi vậy Bạch Tuyết ơi, cảnh báo thôi mà. Thôi được rồi, cho cưng thêm một lần nữa nha. Nhớ là đừng có nói trúng từ cấm lung tung nha chưa, không biến lại nữa đâu á. Cẩn thận đi, trời đã sáng rồi, dậy mau các con, cu xin ơi, Bạch Tuyết nhớ đánh răng nha. Hình như có gì sai sai, thôi đợi phần 2 nha. Hết rồi, hay thì nhớ like và cho một đăng đí nha. Mình là Cousin JP Review đây.